Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 31 tháng 8, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương dâng hoa kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt phổ biến nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu đảng cho các đảng viên 75 năm tuổi đảng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng đối thoại với các hộ dân xã Hòa Phong về xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Dự án đấu giá đất tại Tiên Lữ chậm triển khai. Tăng cường xử lý vi phạm tốc độ và nồng độ cồn, đảm bảo trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Bác, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên xin hứa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tận dụng phát huy tốt nhất mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp. Dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, lòng biết ơn và tự tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn trọn đời của đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước quê hương. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến tâng cả tuổi trẻ, hạnh phúc của đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó, viết nên những trang sử vàng chói lọi cho nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hội trường Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trình bày những nội dung trọng tâm, chủ yếu trong nghị quyết số 12. Nghị quyết số 12 bao gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước ta ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân tỉnh Hưng Yên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung trong nghị quyết số 12, đề xuất các giải pháp trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thông tin một số kết quả trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự. Đồng chí nhấn mạnh, đề nghị thống nhất cao về nhận thức công tác xây dựng lực lượng công an tỉnh Hưng Yên phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Trước hết là Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Hưng Yên cần chăm lo ưu tiên các nguồn lực. Báo cáo các đồng chí là nghị quyết lần thứ 13 của Đảng đã xác định
ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác. Do vậy, khi cho chúng ta ưu tiên chúng ta phát triển xây dựng nguồn lực để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, trong đó có lực lượng công an nói riêng, là những cái nguồn lực này. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các ủy tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai nội dung nghị quyết số 12 đến toàn thể đảng bộ các cấp, giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới, tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đồng chí yêu cầu lực lượng công an tỉnh Hưng Yên thực hiện một số nhiệm vụ. Ngay sau hội nghị này, căn cứ vào nghị quyết của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại hội nghị, đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh, các đồng chí tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng đề án, nghiên cứu, khẩn trương hoàn thiện đề án, đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh, nhân dân tỉnh Hưng Yên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc xây dựng đề án phải đảm bảo, nghiên cứu thật kỹ lưỡng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an Hưng Yên. Trong đề án này cần phải đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp và có cái lộ trình triển khai hết sức là cụ thể, kể cả trong việc bố trí các nguồn lực để triển khai. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa đi trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 tặng các đảng viên 75 năm tuổi Đảng trên địa bàn các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động và thị xã Mỹ Hào. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên Trần Quang Tâu, sinh năm 1923, sinh hoạt tại chi bộ thôn Minh Khai, Đảng bộ xã Đại Tập; Hà Văn Minh, sinh hoạt tại chi bộ thôn Lôi Cầu, Đảng bộ xã Việt Hòa; Tạ Hồng Doanh, sinh hoạt tại chi bộ thôn Tiểu Quan, Đảng bộ xã Phùng Hưng; Đào Thị Bảo, sinh hoạt tại chi bộ thôn Thiết Chủ, Đảng bộ xã Bình Minh; Trần Thị Đào, sinh hoạt tại chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Ông Đình, huyện Quai Châu; Lê Quý Bính, sinh hoạt tại chi bộ thôn Hoàng Cả; Đỗ Thị Nguyệt, sinh hoạt tại chi bộ thôn Mai Xuyên; Đào Thị Phương, sinh hoạt tại chi bộ thôn Hoàng Cả, đều thuộc Đảng bộ thị trấn Ân Thi. Tại thị xã Mỹ Hào và huyện Kim Động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Đỗ Thị Vân, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Cộng Hòa, Đảng bộ phường Bần Yên Nhân; Bùi Tiến Hồng, sinh hoạt tại chi bộ thôn Tà Thượng, Đảng bộ xã Chính Nghĩa; Đào Xuân Ẩn, sinh hoạt tại chi bộ thôn Động Xá, Đảng bộ thị trấn Lương Bằng; Nguyễn Thị Vì, sinh hoạt tại chi bộ thôn Trung Hòa, Đảng bộ xã Phú Thịnh; Lê Thanh Cù, sinh hoạt tại chi bộ thôn Đức Hòa, Đảng bộ xã Đức Hợp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện phấn đấu không ngừng của mỗi đồng chí, mà còn là niềm tự hào của tổ chức Đảng, là niềm vinh dự của Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên tại huyện Yên Mỹ và Phù Cử. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Đỗ Thị Khánh đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân, huyện Phù Cử; Nguyễn Thị Bi, sinh hoạt tại chi bộ thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường; và Nguyễn Thị Thỉnh, sinh hoạt tại chi bộ thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đây đều là các đảng viên gương mẫu có nhiều đóng góp cho phong trào bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí Trần Quốc Văn khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện, công hiến của người đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu Đảng tiếp tục là tấm gương sáng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đảm bảo các chế độ chính sách cho các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.
Trước tình hình nhiều ngày qua người dân tập trung phản đối dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong, sáng nay tại trụ sở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thị xã Mỹ Hào, xã Hòa Phong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với gần 150 công dân xã Hòa Phong. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì điều hành buổi đối thoại. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Buổi đối thoại được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã Hòa Phong để đông đảo nhân dân toàn xã theo dõi. Có trên 30 lượt ý kiến của người dân, trong đó chủ yếu là người dân thôn Hòa Nam. Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến chủ yếu đề cập đến vấn đề việc đặt nhà máy xử lý chất thải tại khu vực Đồng Bạc, thôn Hòa Nam, xã Hòa Phong có phù hợp, khoảng cách giữa nhà máy với khu dân cư, nguồn nước sông Bắc Hưng Hải có đảm bảo theo quy định. Cần làm rõ quy trình, công nghệ xử lý của đơn vị chủ đầu tư, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã nhiệm kỳ trước và đương nhiệm đối với quá trình triển khai dự án. Trước ý kiến của nhân dân, giám đốc các sở, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã tiếp thu, phát biểu làm rõ những vấn đề về sự cần thiết xây dựng các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Các nội dung quy hoạch, quy trình triển khai thực hiện dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong, quyền được tham vấn của người dân đối với đánh giá tác động môi trường, các quy định của pháp luật về triển khai khu xử lý chất thải. Hội nghị diễn ra trên tinh thần dân chủ, bình đẳng, công khai. Chậm triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất phần nào gây lên nhiều hệ lụy như gây bất ổn, xáo trộn đời sống của một bộ phận người dân có đất trong vùng dự án, tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng xã hội của địa phương, ảnh hưởng an toàn sinh hoạt sản xuất kinh doanh của người dân và đặc biệt là làm cho các địa phương không có đủ kinh phí để đầu tư kiến thiết hạ tầng, phát triển nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phóng sự thực hiện tại huyện Tiên Lữ, địa phương có nhiều dự án đấu giá quyền sử dụng đất chậm trong tỉnh. Đây là khu đất rộng gần 5 hecta trên cánh đồng quan, thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền, được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Ngô Quyền từ năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ làm chủ đầu tư. Khi có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án, 27 trên 28 hộ dân đồng tình ủng hộ và có một hộ do ở xa nên việc giải phóng mặt bằng gặp chút khó khăn. Đến cuối năm 2021, xã Ngô Quyền cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ khu đất. Tuy nhiên từ đó đến nay, sau 4 năm, dự án vẫn chưa được thực hiện. Cái việc giải phóng mặt bằng đền bù của cái khu 4,9 hecta là đã tổ chức xong. Nhưng mà cũng không hiểu sao là tiến độ cũng tương đối chậm. Mà chúng tôi mà muốn xây dựng nông thôn mới thì chủ yếu trong một cái dân cư này để xây dựng cái cơ sở hạ tầng. Còn nếu như mà cái 4,9 hecta mà không có tính khả thi mà chậm ngày nào thì tất cả các cái chương trình mục tiêu kế hoạch của đảng bộ rồi nghị quyết đại hội đặt ra thì đều nằm trên giấy tờ hết, đều không thực hiện được thì đều liên quan đến kinh phí. Không chỉ các dự án do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư triển khai chậm mà một số dự án do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư ở huyện Tiên Lữ cũng rất chậm. Đơn cử như dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Trung Dũng có diện tích hơn 2 hecta tại xứ Đồng Sung, thôn Hoàng Xá, được phê duyệt từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn án binh bất động, chưa giải phóng được mặt bằng. Đối với địa phương chúng tôi thì cũng rất là mong muốn các cấp, các ngành mà có liên quan để làm sao ấy là tạo điều kiện hỗ trợ về các cái thủ tục để làm sao mà thu hồi nhanh nhất và xây dựng các cái công trình hạ tầng nhanh nhất để cho người dân cũng có cái nhu cầu về nhà ở và cũng là tạo điều kiện vốn cho địa phương để xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2016-2021, huyện Tiên Lữ có 55 dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Thời gian qua, huyện đưa ra đấu giá xong 28 dự án. Có 7 dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị điều kiện để tổ chức đấu giá. Còn 12 dự án chuyển tiếp quá 3 năm vẫn chưa triển khai thi công và một số dự án đã bị đưa ra khỏi danh mục đầu tư. Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư chưa sát sao, thiếu chủ động trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục. Bên cạnh đó, đơn giá của một số vật liệu xây dựng vào thời điểm đầu năm 2022 tăng mạnh đã ảnh hưởng lớn đến công tác lựa chọn nhà thầu. Nhiều nhà thầu tạm dừng thi công hoặc thi công cầm chừng. Không những vậy, một số địa phương tổ chức đấu giá thận trọng, cầu toàn nên chậm tiến độ thực hiện. Tình trạng này gây ảnh hưởng lớn đến nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới ở huyện Tiên Lữ. Không những vậy, còn gây thất thu cho ngân sách địa phương khi giá bất động sản mỗi thời điểm có sự khác nhau.
lực lượng cảnh sát đang tập trung tuần tra khép kín, tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đặc biệt là xử lý vi phạm lỗi tốc độ và nồng độ cồn. 20 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hưng Yên đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế mô tô Lê Đức Tuấn, sinh năm 1982, quê Gia Viễn, Ninh Bình. Sau khi đo được nồng độ cồn là 0,478ml trên 1 lít khí thở, lực lượng đã lập biên bản xử phạt. Em vừa uống được một bọt alcohol ạ. Anh có biết là quy định cấm khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường cấm sử dụng rượu bia khi lưu thông không? Nghĩ là một hai vụ không sao ạ. Cũng thời điểm trên, đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập chốt trên quốc lộ 39 để kiểm soát nồng độ cồn khi đang điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E77270. Anh Nguyễn Việt Bắc, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, cũng bị thổi phạt 8 triệu và giữ giấy phép lái xe 12 tháng do vi phạm nồng độ cồn. Trong dịp nghỉ lễ, việc đi lại vui chơi tụ tập ăn uống sẽ tăng. Do đó, cần cảnh báo việc vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, uống rượu bia dễ dẫn tới tai nạn giao thông. Tôi nhận thức cũng vậy, chấp hành về giao thông an toàn, với ai nữa là không tham gia uống rượu bia trong khi lái xe. Để đảm bảo an toàn giao thông cho tất cả mọi người, cả bản thân cũng vậy, lái xe, những người cũng vậy là xung quanh. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Công an cũng như Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý tất cả những trường hợp vi phạm, nhất về nồng độ cồn, những nơi mà có đông nhà hàng, quán ăn, quán bar, quán karaoke, những cái nơi mà thường xuyên mà tụ tập ăn uống vi phạm về nồng độ cồn là những trường hợp nguyên nhân chính mà gây tai nạn giao thông. Để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9 thì chúng tôi thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 để đảm bảo trật tự an toàn cho bà con nhân dân kịp nghỉ lễ được an toàn khi tham gia giao thông. Theo thống kê, trong 2 tháng ra quân năm 2022, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 1.323 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 4,4 tỷ đồng, tước 219 giấy phép lái xe, tạm giữ gần 450 phương tiện. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 313 trường hợp, xử phạt trên 2,2 tỷ đồng, tạm giữ 313 phương tiện, tước có thời hạn 123 giấy phép lái xe. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, mọi người dân cần nâng cao ý thức thực hiện, đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi xe ô tô, tuân thủ quy tắc giao thông. Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ, một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ các em học sinh mới được cấp thẻ căn cước công dân đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, sau đó mua lại và bán thông tin cho các người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và rửa tiền. Qua xác minh, làm rõ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Huê, sinh năm 1995, Trần Anh Tuấn, sinh năm 1996, Đặng Việt Khánh, sinh năm 2004, và Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1993, đều trú tại huyện Phù Cừ. Các đối tượng trên đã mua bán trái phép thông tin của gần 120 tài khoản ngân hàng do nhiều cá nhân mở tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tiếp tay cho kẻ xấu thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Nếu phát hiện thì liên hệ ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số, ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế.